Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Hiện nay thì rất là nhiều anh em mua loa bên em về, ví dụ như là loa full, loa nằm. Đó, thì ngoài cái việc là có những cái dòng giá treo loa truyền thống như thế này, tức là cái lá treo loa mà các bác bắt vào tường, thì có rất là nhiều anh em muốn là bắt trực tiếp lên trần nhà nhà mình như thế kia. Đó, bắt trực tiếp lên trần nhà. Thì các bác hỏi em rằng là có cái giá treo loa nào để chúng ta bắt trần nhà hay không? Thì thưa các bác này, em có nhá. Đó, đây chính là một bộ bích treo loa. Đấy, bích treo loa ti nhé. Đấy, thì cái này thì chúng ta sẽ bắt trực tiếp lên trần nhà này. Đấy, hoặc là anh em muốn bắt vào các cái phòng hát ấy, thì thường họ chúng em cũng phải treo những cái dòng bích này. Đấy, và bây giờ em sẽ bóc ra để cho anh em xem nhé. Là cái bích này thì cái cơ chế lắp đặt nó như thế nào. Thì em cũng tiện cái video này em cũng sẽ hướng dẫn anh em là cách là treo luôn, lắp đặt luôn. Đấy, rất là dễ thôi. Cái này thì chúng ta có thể treo bất kỳ dòng loa nào, loa nằm, loa full, loa đứng, các kiểu thể loại loa đều treo được. Đấy. Thì đây thì khi mà bóc ra chúng ta sẽ có hai cái bản mã như này. Đấy, rất đơn giản đúng không? Đấy, mỗi một cái bản này thì là chúng ta sẽ lắp cho một chiếc loa. Đấy, tức là một bộ này sẽ là hai chiếc nhé. Và nó cũng đi theo hai cái tai móc này. Đấy, em sẽ lắp luôn vào cho anh em này. Đấy, để các bác anh em có thể là dễ hình dung nhé. Đấy, lắp rất đơn giản. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọc con ốc kiểu xuống cái nút bên dưới này. Đấy. Và bắt tiếp theo là chúng ta sẽ cho vào đây và chỉnh độ check nhá. Ví dụ như các bác thấy không? Đây là check check này, em tính thường em sẽ check số 3 hoặc số 4, nhưng mà đa số sẽ là số 4. Khi treo lên thì nó sẽ có độ check nghiêng này. Đấy, các bác thấy không? Nó sẽ nghiêng xuống một chút như thế này. Đó. Nó nghiêng xuống một chút như thế này. Thì khi mà nó nghiêng như thế này thì chúng ta sẽ thấy được là cái chiếc loa nó sẽ đi thẳng xuống tai người nghe, cái vị trí các bác ngồi. Đấy, và đây thì chúng ta chỉ mất vài thao tác thôi. Đây, sau đó thì các bác tháo cho em. Các bác lắp lắp chặt hai con ốc này vào nhé. Đấy, và các bác lưu ý này, hai con ốc này là sẽ là mặt, nó sẽ là cùng nhau một mặt nhé. Rồi sau đó các bác sẽ tháo cho em hai con ốc này ra. Nếu như các bác treo treo nó đứng nhé. Đấy, các bác treo nó đứng thì các bác tháo hai con ốc này. Còn nếu như các bác mà treo nó nằm xuống như thế này. Đấy, thì các bác cũng sẽ tháo hai ốc này ra và bắt vào đây. Đấy, đây là dành cho loa full. Còn loa nằm thì chúng ta chỉ có duy nhất là có hai con ốc này thôi. Các bác có thể treo vào đây. Đấy, cái này thì là chúng ta có thể treo cho mọi loại loa. Loa full, loa nằm đều được hết. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ lấy một cái ti. Đấy, các bác bắn ti lên trần và sau đó các bác móc qua đây và chúng ta treo. Đấy, cực kỳ là dễ ạ. Cái treo này rất là dễ nhé. Đấy. Và nó gọn. Đấy, anh em mà có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp với Tuyên Vũ chúng em. Giá bộ này chúng em đang bán là 250.000 một bộ. 250.000 một bộ đấy nhá. Và xin chào các bác.